Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và như tiêu đề, chắc chắn đây là một video mà các bạn ngóng chờ rất là nhiều, đúng không? Lip nước hoa mùa đông mà mình recommend để các bạn nam năm 2023, đặc biệt là ở phân khúc dưới 3 củ khoai cho một chai full. Và mình biết rằng là mọi người rất ngóng chờ những cái sự gợi ý của mình. Và nếu như cái chỗ bạn ở hoặc là cái phần tài chính của bạn nó chưa đủ tốt thì mình khuyên rằng là các bạn có thể like cái video này trước để sau này có điều kiện hay là có cái việc là muốn lựa chọn một chai nước hoa vào mùa đông thì các bạn có thể xem lại cái video này. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay những cái tên đầu tiên trong video. Bắt đầu rồi! Lựa chọn đầu tiên của mình cũng đã rất cân nhắc khi mà cho vào, và đặc biệt là xếp nó ở vị trí số 5. Đó là một sản phẩm đến từ nhà Kagong. Nhà nước hoa này thì nó có một cái tuổi đời có thể sánh ngang với những nhà như là Guerlain, tại vì nó có thành lập tại Paris từ năm 1904. Và cái tên mà mình giới thiệu trong ngày hôm nay đó là Aimé Moi Comment Je Suis. Đây, chai nước hoa ở đây. Cái này thì nó ra mắt năm 2020 hay là 2021. Còn về cái lịch sử của nhà hương này thì có lẽ làm hẳn một cái video thì cũng không đủ, nên là mình sẽ chỉ nêu ra cái tên cũng như là cái phần chai nước hoa này được lấy cảm hứng từ đâu thôi. Và xin phép được đọc lại tên em nó, đó là Aimé Moi Comment Je Suis, đó là hãy yêu tôi vì tôi là tôi. Đó, có nghĩa là đây là một cái mùi hương họ lấy cảm hứng, đó là hãy yêu người đàn ông của bạn chỉ đơn giản rằng họ là chính họ, chứ họ không phải là một ai khác. Và mùi hương này thì theo như hãng chia sẻ, đó chính là một mùi hương kết hợp sự phóng khoáng, tự do. Nhưng có một cái điều đó là khi mà mình trải nghiệm cái mùi hương này ở trên da, ngay khi các bạn vừa mới xịt cái chai nước hoa này ra thôi, các bạn đã nhận thấy một cái vibe mùi nó khá là cổ điển, khá là khuôn khổ, và cảm giác rằng nó không phải là ra mắt vào năm 2020. Thì cái mở đầu của cái phần mùi hương này, khi mà các bạn vừa mới chỉ cần xịt ra như thế này thôi thì các bạn nhận thấy một cái nét hơi đắng đắng, nó giống như vỏ của những cái hạt rẻ mà các bạn làm ở Hà Nội thì hay có tuyến phố là tuyến phố Bà Triệu bán hạt rẻ vào buổi tối. Thì cái mùi hạt rẻ rang thì không phải nha, nhưng mà nó sẽ là những cái mùi hạt rẻ khi mà nó đã không còn nóng nữa, mà các bạn bóc ra là nó có một cái mùi hơi kiểu ngậy ngậy đắng đắng ban đầu. Và cái mùi hương này thì thực sự là nó cũng không phải là một trong những cái mà các bạn có thể dễ dàng gặp được ở trên thị trường, nhưng mà cái hơi hướng blend mùi ở phần top note ấy, thì các bạn có thể thấy luôn đó là cái việc nó khá là classic và có phần cổ điển. Đó, thì cái này nó hơi trái ngược với cái cảm hứng của mùi hương. Nhưng mà sau khoảng tầm 10 đến 15 phút khi mà mùi hương này dry down thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét hơi béo béo xuất hiện của hạt rẻ, và nó làm cho cái mùi hương cân bằng giữa cái độ đắng, bùi, béo kết hợp cùng với nhau lên cái mùi hạt rẻ khá rõ rệt. Nhưng mà sẽ là cả phần vỏ lẫn cái phần nhân hạt rẻ mà các bạn nghiền nó ra vậy. Đó. Và khi mà dry down của mùi hương này thì nó có một cái mà chính perfumer của mùi hương này họ cũng nhận xét, đó là cái sự kết hợp giữa cái phần cỏ hương bài cùng với cái mùi hạt rẻ. Và cái combo này thì không phải là một trong những cái combo quá nổi bật và các bạn thường xuyên gặp được, và thậm chí rằng là ông còn nói rằng đây là một cái sáng tạo cực kỳ mới. Và lúc này ấy, khi mà vetiver được đẩy lên thì vetiver nó không theo cái hơi hướng quá đất hay là khô rồi tạo ra cảm giác quá nhiều khói, mà vetiver ở đây lên rất sáng và sạch sẽ, kết hợp cùng với một cái mùi hạt rẻ bùi béo ban đầu, thì các bạn sẽ nhận thấy đây là một cái mùi có thể rằng nó vẫn có pha chút một cái nét cổ điển và khuôn khổ, nhưng mà nó vẫn có một cái sự sáng hiện đại, và nó làm cho cái vetiver ở đây nó không quá đất mà cảm giác rằng khá là sạch, và thậm chí rằng là thêm một cái nét ngậy ngậy béo béo để kéo lại cái sự trẻ trung. Thì Kagong Aimé Moi Comment Je Suis là một trong những lựa chọn mà mình nghĩ rằng là nó sẽ cực kỳ phù hợp với những anh em nào có thể là có gia đình
hoặc là hướng nội, các bạn cần một cái bay mùi nó nhẹ nhàng, có một cái độ tỏa vừa phải. Tại vì con này ở trên da mình nó thật là chỉ tỏa tầm nửa cánh tay quay đầu ngay từ khi các bạn vừa mới xịt thôi. Và kể cả khi các bạn vừa mới xịt xong thì những người xung quanh các bạn cách khoảng tầm 3-4 mét người ta cũng không thể ngửi thấy cái mùi hương này. Đó là một cái điều đặc biệt. Và cái điều thứ hai đó là độ lưu hương này chỉ tầm 6-7 tiếng thôi, không phải gọi là quá tốt như cho mùa đông. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ tới một cái phong cách rất là kiểu châu Âu, kiểu Ý, Pháp. Đó sẽ là những cái anh chàng có ở độ tuổi tầm 25-27, có phần hơi kiểu nghệ sĩ một tí, với những cái mái tóc hơi dài và hơi xoăn xoăn, mặc những chiếc áo len và những chiếc cardigan, rồi những cái quần vải, đơn giản là như vậy. Thì mùi hương của em nó làm cho mình có cảm giác kiểu nó rất là phóng khoáng, nghệ sĩ, nhưng mà cảm giác nó vẫn gì đó kiểu châu Âu, nó có một cái bay rất cổ điển ở trong đó. Nên đây sẽ là một trong những cái mùi hương phù hợp với những anh em đi làm office măn tròn dành cho mùa đông. Và các bạn biết cách tiết chế, không muốn gây khó chịu cho những người xung quanh, thì đây là một trong những lựa chọn cực kỳ hay ho và thú vị. Thay vì chúng ta dùng những cái tông mùi vetiver tối, già, khói quá nhiều, thì đây lại là một cái sự kết hợp giữa vetiver cùng với hạt rẻ rất hay ho, ngậy ngậy, béo béo, vừa sạch sẽ của vetiver nữa. Đó là Aimé Moi Comment Je Suis của nhà Cancan. Trái nước hoa này thì cũng rất rẻ nha, cực kỳ rẻ luôn và dễ tìm trên thị trường nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với cái tên ở vị trí số 2. Đó chính là Mercedes-Benz Black Club, Club Black. Video thì mình đã rất cẩn thận, tại vì đây là một con mình nghĩ rằng cũng sẽ hot trong năm nay. Nó sẽ có thể thay thế một phần nào đó của chai Azaro Mode Wanted mà năm trước quá hot. Thì đây sẽ là một trong những con như vậy. Chỉ đơn giản là chai nước hoa này thì hình như là nó vẫn đang ngừng sản xuất. Và các bạn có thể xem lại cái video review mới gần đây thôi, rất chi tiết và cụ thể về em nó. Thì mình cũng sẽ tóm gọn lại ở trong cái video lần này. Đó là Mercedes-Benz Club Black hiện tại là một trong những cái mùi mà thế giới đánh giá cực kỳ cao. Và ở Việt Nam thì kể cả những người chơi cũng đã có một cái thời gian săn lùng em này cực kỳ rõ. Bây mùi chủ đạo của nó sẽ là vanilla. Và vani ở đây thì khi các bạn xịt ra thì các bạn đã nhận thấy một cái bay mùi vani sánh kết hợp cùng với cái nét khói. Và nếu như nói Azaro Mode Wanted là một chiếc bánh xốp kiểu làm khô, thì kiểu xốp Thái, thì đây ở Mercedes-Benz Club Black nó sẽ là một cái bay mùi vani với những cái phần nhân vẫn còn hơi kiểu ẩm ẩm của cái phần kiểu vanilla ở trong, và cái phần ngoài thì xốp xốp, à không phải xốp mà kiểu tơi tơi phập phồng. Và đặc biệt ở em này có một cái mà mình thấy ấn tượng hơn Mode Wanted, và có thể nó cũng sẽ là cái điểm nhấn hơn với Mode Wanted, đó chính là cái bay mùi khói buji hơi rượu rượu, khói rất là rõ rệt. Và chính cái nét này nó cũng sẽ làm cho Mercedes-Benz có một cái sự kiểu tách biệt về độ tuổi, khi mà nó trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn và vẫn có cái nét ngọt ngào, chứ không phải là kiểu quá là trẻ như là Mode Wanted gây chú ý. Và nếu như mà để so sánh cho các bạn dễ hơn thì nó như kiểu là Eros của nhà Versace, đó chính là Mode Wanted. Còn em này thì nó như kiểu là Kilian Anglesey vậy, kiểu như là hai người đàn ông theo hai cái trường phái khác nhau, một người quẩy kiểu trẻ trung, còn đây là kiểu một anh chàng kiểu đã từng trải hơn với công việc ổn định nhưng mà vẫn là rất thu hút. Và em này thì phù hợp với những anh chàng, thứ nhất là ăn mặc mình nghĩ rằng là nó sẽ không phải kiểu trẻ trung như hẳn Mode Wanted, mà có thể là mặc những cái bộ suit hay là những cái bộ quần áo nó lịch thiệp như là vest hay là những blazer, hoặc là kể cả những cái áo kiểu măng tô vào những ngày mùa đông, các bạn quàng những cái khăn, các bạn đi ô tô xong rồi đấy, đúng kiểu đi ô tô này luôn này, kiểu bấm tít 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 ấy đó, thì rất là sẽ phù hợp. Và anh này thì cảm giác mùi nó vẫn có cái nét vani ngọt ngào hấp dẫn, chứ nó không phải kiểu đàn ông có gia đình như là kiểu ông Cagong này đấy. Thì thêm một cái nữa đó là cái bay mùi này nó làm theo hơi hướng tối nữa, nên là cảm giác nó rất là kiểu thu hút, kiểu bí ẩn ấy. Chính như cái màu đen cũng như là cái logo này,
Lâu anh nhìn kiểu thấy có tiền luôn. Và đặc biệt một cái nữa đó chính là về độ bám tỏa của Mercedes-Benz Club Black. Nó rất rất tốt. Cụ thể là nó lưu đâu đó khoảng tầm trên 8 tiếng là điều thừa sức nha. Mình không muốn nói là 10 tiếng đâu. Và cái độ tỏa hương của nó thì tầm hơn nửa cánh tay thôi. Thế nên là nếu như bạn đã quá chán với mốt Wanted và cảm giác Wanted quá trẻ trung thì đây là một trong những lựa chọn cực kỳ ok. Và mình nghĩ là nếu như mà các bạn thấy còn thì mua nó ngay, tại vì nó đang limited mà, đúng không? Mà giá thì cũng cực kỳ là dễ chịu luôn. Ôi, thuốc lá nhưng rất đặc biệt và rất ngon. Đó là chai nước hoa ở vị trí số 3, Latakia của nhà Tada, một nhà nước hoa đến từ Thái Lan. Và chắc chắn rồi, tôi nghĩ rằng là nếu bạn nào follow Facebook của tôi thì tôi đã chụp hình chai nước hoa lên. Đó chính là cái hình tẩu thuốc màu đen và cái phần phông màu đen thôi, tẩu thuốc thì màu nâu và có hình con ong cũng như cái mật chảy xuống. Thì các bạn chỉ cần nhìn cái hình chai nước hoa này thôi là các bạn có thể dễ dàng hình dung được mùi nó như thế nào, đúng không? Tại vì trước đây thì mình cũng đã có một cái podcast với bạn Trung. Bạn Trung thì là một người rất yêu nước hoa và thậm chí đang có một thâm niên chơi nước hoa lâu hơn cả mình. Và Tada là một trong những thương hiệu mà Trung đang làm về Việt Nam. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là ngoài cái câu chuyện của nó ra, kể cả cái phần logo tem như thế này là các bạn có thể dễ hình dung, thì đây là một cái mùi hương có lẽ sẽ là hot trong cái mùa đông năm nay về cái bay mùi thuốc lá cùng với mật ong. Thì cụ thể mùi hương nó như thế nào? Đây, tôi đang xịt ở trên tay, cái phần tay này, và tôi đang ngồi điều hòa đâu đó tầm 23 độ. Thì cái mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi tẩu thuốc cực kỳ rõ, đúng như cái hình ảnh của Latakia. Cái mùi tẩu thuốc này thì thường thường người ta sử dụng những cái loại gỗ bấc để làm mùi tẩu, để làm cái tẩu thuốc, và nó có một cái mùi đó là mùi gỗ chua chua. Nhưng ở đây thì các bạn sẽ nhận thấy ngoài cái mùi gỗ chua ra thì các bạn còn ngửi thấy cái bay mùi hơi xanh xanh đến từ những sợi thuốc. Và nếu như để dễ hình dung thì ngay khi mà mình vừa xịt Latakia ra tay thì mình sẽ nhận thấy cái hình ảnh đó chính là mình đang cố gắng ép những cái sợi thuốc vào trong một cái thùng gỗ sồi, kiểu một cái thùng gỗ để mình vận chuyển ấy. Thì khi mà các bạn bật nắp ra thì cái mùi hương nó sẽ ào lên mũi. Và cái mùi thuốc lá ở đây cũng như là cái nét gỗ của Latakia nó không hề dội và khó chịu một xíu nào, mà nó rất là lực nhưng cảm giác nó không đấm trực diện vào mũi của bạn. Đó là một cái hay. Và bên cạnh đó ấy, nếu như các bạn ngửi kỹ thêm ở cái phần top note thì Latakia nó có một cái bay mùi ngọt hơi kiểu sô-cô-la đắng, ngửi rất rõ rệt. Và khi cái mùi hương này dry down thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi mật ong. Mật ong ở đây nó không tạo nên cái nét kiểu sánh hay là kiểu mật chảy hay là quá ngọt ngào, mà mật ong ở đây nó chỉ làm cho cái mùi hương có thêm cái độ ngọt của sô-cô-la kiểu vani ở phía sau thôi. Nhưng cái nét chủ đạo của nó vẫn sẽ là một cái bay mùi gỗ kết hợp cùng với mùi thuốc lá xanh xanh. Và lúc này thì tôi nói thật là kiểu khi mà tôi ngửi Latakia một phát, tôi có cảm giác những con như kiểu Jaclat, như kiểu The One, như kiểu là những cái mùi thuốc lá phổ thông như là Herod. Cảm giác kiểu nó sang một cái thế giới mới luôn. Cảm giác kiểu đấy là mấy cháu đang chơi ở ngoài vườn. Còn đối với Latakia kiểu là một ông chú đang ngồi kiểu đánh bia ấy. Cảm giác đẳng cấp nó khác hẳn nhau luôn. Và em này thì nó thật là nó cũng không hề khó ngửi một xíu nào. Đặc biệt là nó không hề ngọt, nên là các bạn có thể mặc nó vào những ngày mùa đông thường xuyên luôn. Thậm chí rằng các bạn mặc để đi làm, nó không kiểu quá ngọt ngào như là Nasod hay là những cái mùi như thuốc lá mật ong của Puhavan của nhà Terry Mugler. Đó, thì đây là một cái điểm mà mình nghĩ rằng đây là chai nước hoa mà các bạn phải thử trong mùa đông năm nay. Nếu như các bạn là một fan của thuốc lá và những cái nét ngọt từ vanilla hay mật ong, và dry down của mùi hương này thì tất tật mọi thứ nó rất cân bằng và nó rất rõ ràng chủ điểm đó là thuốc lá, gỗ rồi mới đến mật ong, chứ không phải là mật ong đẩy lên hàng đầu. Tại vì nếu mà
các bạn thử những cái chai designer quen thuộc hoặc là kể cả niche quen thuộc ở trên thị trường ấy, mà kiểu quen mặt trong vài năm gần đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là chủ đạo nó vẫn sẽ là ngọt thôi. Còn những cái bay mùi thì thuốc lá mà làm kiểu thuốc lá thật quá thì nó kiểu hơi dội. Nhưng đây là một trong những chai nước hoa cực kỳ đặc biệt và rất recommend cho mọi người vào mùa đông năm nay. Đó, còn về cái phần hiệu năng thì các bạn cũng không cần phải lo là hiệu năng nó lở, tại vì nhiều khi có mùi ngon mà thường hiệu năng nó đi kém. Thì em nó lưu ở trên da đâu đó khoảng tầm 8 tiếng đồng hồ, rất ổn. Và ngoài ra thì Latakia của Tada có một cái độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay, rất ok. Nó không thể nào tỏa ngào ngạt như những cái mùi như kiểu na sốt, tại vì về cái độ ngọt. Nhưng mà đây chắc chắn là một cái mùi hương đủ để các bạn có thể thu hút những người mà đến gần với các bạn. Đó, về phần phong cách của em này thì mình nghĩ rằng là chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái người đàn ông rất nam tính vì là bay mùi thuốc lá. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ kiểu có một cái sự chững chạc từng trải và kín tiếng hơn, tại vì thuốc lá ở đây nó cũng thể hiện theo cái hơi hướng đó là nhiều thuốc chứ không phải là quá là ngọt ngào. Nhưng mà anh ấy vẫn sẽ đủ hấp dẫn. Và mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn từ tầm 20 đến 21 tuổi các bạn có thể mặc để đi làm và đi hẹn hò. Nó cũng sẽ khiến cho các bạn tách biệt khỏi đám đông. Còn với cái cách ăn mặc thì tôi nghĩ rằng là đừng mặc đồ thể thao là ok. Còn các bạn mặc những chiếc quần jean, những cái đôi chi-si boot đi với những chiếc áo da nó cũng rất ổn. Và thậm chí rằng là các bạn mặc đóng sút vào mùa đông cũng ốt là ok. Còn đừng cái kiểu tweed wear hay là những cái kiểu sport thì tôi thấy rằng là nó không hợp lý với mùi hương này. Thì đó là một vài gợi ý về cái phong cách thời trang mà tôi nghĩ rằng là phù hợp với Latakia của Tada. Tiếp tới ở vị trí số 4 cũng là một chai nước hoa mà tôi cũng rất cất nhắc, tại vì hiệu năng của nó kém. Trước khi đọc lên cái tên của nó thì tôi cũng phải nói luôn, đó là thường chúng ta sẽ có xu hướng lựa chọn những mùi mùa đông có cái hiệu năng cực kỳ tốt. Ví dụ ít nhất là cũng phải tỏa tầm hơn nửa cánh tay với độ lưu hương tầm 7 đến 8 tiếng. Nhưng đây là một trong những cái mùi hương không đáp ứng được yếu tố đó. Nhưng nếu như mà xịt nó vào mùa hè thì thực sự là nó cũng không phù hợp cho lắm, đặc biệt là với mùa hè ở miền Bắc. Nên là xin phép được mạnh dạn cho nó vào, tại vì giá của nó rẻ. Và ngoài ra thì cái phần mùi hương của nó cũng rất thú vị, đó chính là Da Hung Bao. Đây là Royal Da Hung Bao của Modern Badass. Đó, em nó đây. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thiết kế ở cái phần đầu này. Đó, nó giống như kiểu những cái tách trà ở trong cái hoàng cung, hoặc là bây giờ kể cả nó đang có cái phong trào uống trà ấy, thì những cái tách trà nó luôn luôn có cái nắp như thế này để các bạn rót nước sôi, đặc biệt là những cái hình ảnh mà khi mà bạn rót nước vào, nước nóng vào thì nó sẽ kiểu lập bập ấy, nhìn trông rất hay ho. Thì đây là một trong những cái thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Nhà nước hoa này thì nó có khá là nhiều những cái sản phẩm về cái mùi hương. Và những cái lít trà của nó thì cũng có vài con Longines Tea, rồi Peace of Manthus, các thứ. Thì Royal Da Hung Bao nó cũng đã hot trong cái thời gian trước đây rồi. Nhưng mà mình cũng thực sự là không đánh giá cao, nhưng mà khi mà được thử thì mình phải wow, thú vị vãi, mùi hay vãi. Thế là phải cho nó vào lít nước hoa mùa đông. Và mùi hương của em nó thì rất là dễ để cho các bạn hình dung thôi. Đó là các bạn ban đầu khi bạn vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi nó khá là kỳ kỳ, nó khá là lạ lạ. Và nhiều người nói rằng là em không thích cái phần top note của nó, hay là kiểu top note của nó synthetic. Nhưng mà đó là một cái nét mùi kiểu hơi cao su, mùi sao trà. Nếu mà bạn nào mà làm trà hoặc là các bạn thích uống trà, đặc biệt là khi mà các bạn vừa mới mở những cái gói trà mới ra, thì cái mùi nó sẽ ập vào, đó là mùi sao trà. Và ở Da Hung Bao nó lên cái mùi kiểu trà nó được sao kỹ, thậm chí là quắt hết cả lại một cách rất rõ rệt. Và nhiều khi có nhiều người còn nói rằng là nó kiểu hơi kiểu trà mốc mốc một tí. Đó là cái phần top note. Và mùi hương nó cũng sẽ rất là nhanh chóng biến chuyển thôi. Cái nét mốc mốc đấy kiểu synthetic nó chỉ tầm 5 đến 10 phút thôi, thì các bạn đã nhận thấy cái sự biến chuyển của Da Hung Bao rất là hay ho. Đó chính là hình ảnh mà khi mà các bạn bắt đầu bốc những cái nhúm trà, các bạn cho vào ấm và các bạn rót nước sôi. Và khi mà nước sôi tiếp xúc nhiệt độ cao với cái những cái lá trà, những cái trà khô ấy, thì nó sẽ bung nở ra, tạo ra một cái mùi thơm ngào ngạt. Và lúc này thì như kiểu các bạn đang dí mũi vào những cái ấm đấy để hít hà cái hương thơm của khói trà đưa lên. Và cái phần dry, phần kiểu
5 đến 10 phút khi chuyển thì các bạn nhận thấy cái nét này cực kỳ rõ rệt và chân thật, đúng kiểu dí mũi vào luôn, đang trực tiếp ở trong cái hình ảnh đó, trong khung cảnh đó để hít cái mùi trà. Và mùi hương nó lại biến chuyển sau khoảng tầm đâu đó 20 phút khi các bạn xịt, đó chính là lúc này nó tạo lên một cái mùi trà hơi có phần ngọt ngọt kiểu trái cây. Đó là mình nghĩ tới cái mùi trà ô long, nhưng mà nó không chỉ có mỗi trà đen mà nó sẽ mix cùng những loại trà khác để tạo thêm vị ngọt dễ uống, đặc biệt là phù hợp với cái kiểu văn hóa người Việt thích uống cái trà ô long nhưng mà kiểu dễ uống hơn, nó khác biệt với những loại trà mà đến từ nguyên chất. Thì cái này tôi biết tại vì là tôi sáng nào cũng đi uống cà phê, câu chuyện này tôi cũng đã kể rất là nhiều rồi. Và mỗi lần mà tôi vào sớm 7 rưỡi, đó là lúc anh tôi đang nấu trà, đó là trà nhài và trà ô long, thì cái mùi thơm nó rất giống với cái mùi trà ô long mà ông anh tôi đang nấu. Nếu như những bạn nào mà thích gặp tôi buổi sáng thì các bạn có thể đến cái cà phê Nâu 110 ở trong cái ngõ 84 Ngọc Khánh, cứ 7 rưỡi vào, các bạn vào còn đấy là các bạn sẽ được gặp tôi, các bạn sẽ được mùi thưởng thức mùi trà ô long cùng với trà nhài rất đặc biệt, và lúc đấy thì nó cũng sẽ cực kỳ giống với mùi hương này nhá. Và khi dry down ở trên da thì da ông bao giữ lại cho mình đó là một cái mùi trà nhài ngọt ngọt cùng với khói. Ở đây cái mà mình thích ở da ông bao đó là ngoài cái sự biến chuyển rất nhiều như ban đầu mình kể, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nhài đây nó không quá rõ rệt lấn át mùi trà, hay là cái nét khói nó chỉ xuất hiện mỗi ban đầu, mà tất tần tật nó được cân bằng lên đúng một cái tách trà nhài đang nóng hổi bốc khói lên mũi bạn. Và nói thật là tôi rất bất ngờ về cái hơi hướng làm trà. Đúng thật là kiểu một nhà đến từ Trung Quốc với một cái lịch sử lâu năm về cái văn hóa uống trà, thì đây là một cái mùi hương rất thú vị. Đó, ngoài cái phần hiệu năng ban đầu thì mình kể ra, thì mùi hương này nó thật là cũng hơi khó xài, tại vì với một cái bay mùi mùa đông như vậy, mùi khá là dày, thì nó cái tính ứng dụng thực tế của nó lại rất khó. Nó không như những cái mùi mà các bạn có thể xịt đi làm văn phòng hay là để các bạn đi hẹn hò, mà đây đơn giản là một cái mùi kiểu chiêu thiền thanh tịnh, hoặc là các bạn là một fan của những người thích uống chè nóng, trà nóng thì các bạn sẽ khoái với Royal Đá Ông Bao thôi. Còn bảo là đây là mùi kiểu để có những người xung quanh và đặc biệt là nhận được lời khen, thì tôi nghĩ rằng là đây không phải là một con như vậy. Đây sẽ làm kiểu signature scent, hoặc là một ngày nào đó bạn muốn đổi gió để cho những người xung quanh bạn ngày nào cũng tiếp xúc với bạn thấy rằng bạn là một người cực kỳ thú vị. Ngoài cái việc là về cái phong cách nói chuyện, thời trang, thì bạn còn là một người biết cách lựa chọn nước hoa đổi mới cho cái mũi của những người xung quanh, thì các bạn có thể mua Royal Đá Ông Bao. Và mình đảm bảo rằng đây là một cái mùi trà cực kỳ hay ho. Ngoài cái phần top note ra thì không dễ ngửi một xíu nào. Đó, nhưng mà tôi thấy cái top note con này nó còn dễ chịu hơn con Black của nhà Bulgari, tại vì con đấy thì lên mùi lốp xe kiểu cao su cháy rõ hơn. Và đó là cái lựa chọn ở vị trí số 4, Royal Đá Ông Bao của Modern Badass. Và chúng ta cùng nhau đến với cái tên cuối cùng, là một chai nước hoa mình đã hứa trong năm ngoái, năm nay mình sẽ cho vào list đông, đó chính là Slow War của Chế Trinh Sen. Tèn tèn. Tôi biết mọi người đang có một câu hỏi trong đầu. Ú, chai này 2 triệu mấy nhưng mà nó có 30ml mà, tại sao lại đắt vậy? Nhưng mà tôi lại đoạn đầu, khi mà đoạn đầu tôi nói rằng đây là chai nước hoa mà tôi sẽ list trong cái list là dưới 3 triệu đồng cho một chai full. Và đương nhiên, nếu như các bạn mua chai full thì giá nó rất dễ chịu, và đặc biệt là cái phần hiệu năng của nó cũng rất tốt, nên các bạn có khả năng là xịt khoảng tầm đâu đó 2 mùa đông vẫn chưa hết 30ml đâu. Đó. Còn nếu như mà ông nào đang có một cái ý định đó chính là xịt chai nước hoa này một chiếc, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái lựa chọn không hề khôn ngoan một xíu nào. Đó. Còn bây giờ thì xin phép được chia sẻ về phần mùi hương của Chế Trinh Sen. Quên. Chúng ta phải nói đến là có nhiều bạn bảo ôi Chế Trinh Sen ngon nhưng mà em thấy mọi người mua pass nhiều. Đúng, mọi người mua và bán lại rất nhiều. Lý do vì sao? Thứ nhất đó chính là ở thị trường Việt, mọi người chen năm vừa rồi đó là trà. Và cảm giác với người Việt ấy, thì cái văn hóa về trà cũng như là tiếp cận những mùi hương về trà thực sự là nó chưa rõ rệt, và mọi người cũng chưa định hình được rằng trà ở trong nước hoa là như thế nào.
Mọi người nghĩ rằng là trà trong nước hoa thì nó sẽ giống kiểu mùi trà đá, hay là kiểu mùi trà đào, hay là mùi kiểu trà nhài. Nhưng mà thực chất thì trà trong nước hoa nó được thể hiện rất nhiều khía cạnh. Nếu như mà làm trà cùng với gia thuộc kiểu trong cái lít trà mà cách đây mình làm một năm trước, 10 con trà nó cũng rất nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và thêm một cái nữa mà mình thấy rằng đó là khi mà Chin Sen được nổi tiếng ở Việt Nam mà được bắt đầu được bán ra nhiều, giá bắt đầu tốt hơn, thì đó là lại là thời điểm mùa nóng. Và đương nhiên trà của Chin Sen nó có trà đấy, nhưng mà nó không phải là trà dành cho người mới, và nó cũng không phải là trà dành cho được vào những ngày nắng nóng. Thế nên là cái việc mà mọi người, đặc biệt là những người mới tiếp cận nước hoa, mua về bát lại, bán lại là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Một chai nước hoa tốt thì các bạn phải hiểu được mùi hương của nó, các bạn phải hiểu được cái thời điểm sử dụng, cũng như là hiểu được những cái mà ở trong nó mang tới là gì, thì các bạn mới có thể sử dụng nó tốt. Nó như kiểu là một cái hướng dẫn sử dụng, chứ không phải là cứ mua về là xịt đâu. Đơn giản thế thì chắc là tôi nghĩ rằng là kênh của tôi nó cũng không được tầm 30-40 nghìn follow làm gì cả, đúng không? Còn Chin Sen là một trong những thương hiệu làm trà rất ngon, và đây là Slow War. Tèn tèn. Nhìn cái dui thôi là biết dành cho mùa đông rồi. Đây là một cái, đó là nhìn dui như thế này thì auto dùng cho mùa đông, gần như là vậy. Thì cái mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi sô-cô-la được đang được đun ở trong những cái nồi nhôm. Đấy. Thì khi mà đun lên thì sô-cô-la bắt đầu chảy ra. Và các bạn dùng cái kem, dùng cái muỗng để các bạn đánh lên cho nó tơi và cho nó đỡ bị kiểu cháy. Thì nó vẫn sẽ có một cái đoạn, đó là khi mà đánh lên những cái mép thì sô-cô-la nó sẽ đọng lại cái mép, và khi tắt bếp thì nó sẽ tạo ở trên cái mép một cái lớp mỏng sô-cô-la đắng đắng và dính chặt vào thành nồi. Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một cái bầy mùi sô-cô-la cực kỳ rõ rệt. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đó là mùi caramel cháy thì dễ dàng hình dung hơn. Đó, hoặc là các bạn ra hàng than mua caramel về các bạn đun nóng lên thì các bạn nhận thấy bay mùi đó, mùi đường, mùi cái nét ngọt nó sẽ xuất hiện và hơi cháy khét một tí. Đó. Và để cho cái mùi hương này nó không bị theo hướng quá là ngọt, gu măng, thì ở trong Slow War người ta sẽ điểm xuyến thêm một cái, đó là một cái bay mùi gỗ ấm mix vào đây để hãm lại cái nét ngọt caramel đường cháy. Đó là khi mà lúc này mình cảm thấy cái mùi gỗ ấm nó hơi kiểu cháy âm mỉ. Các bạn chỉ cần hình dung đó là các bạn ngồi ở trong một cái không gian tối và các bạn đưa những thanh củi vào cái lò, và cái lò đấy ở trên các bạn đang kiểu để một cái nồi đang đun vani hoặc là đun caramel có đường nữa. Thỉnh thoảng nó sẽ nhỏ xuống cái phần củi nó đang cháy âm mỉ, và khi mà nó dính vào nó tạo ra một cái nét khói cùng với cái nét ngọt đưa lên mũi. Thì cái hình ảnh của Slow War Chin Sen nó đúng như cái hình ảnh đó. Và mùi hương này thì tôi nói thật là nó cũng khá đặc biệt so với những cái bay mùi ngọt khác ở trên thị trường. Có như ở Club Black nó sẽ là cái mùi khói ngọt vani sánh ẩm, nhưng ở đây lại là cái nét ấm khô cùng với khói của gỗ kết hợp cùng với vani cháy nữa, nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, một bên ẩm cùng một bên cháy khô nó cũng rất là khác biệt. Và cái mùi hương này nó mang cái tinh thần nít cực kỳ cao, kiểu nó sẽ không thể nào đáp ứng toàn bộ số đông, ai cũng thích được. Nhưng nếu như các bạn mặc cái mùi hương này thì các bạn có một cái gu cực kỳ rõ rệt. Và đúng kiểu mình có đọc những cái bình luận ở trên Fragrantica, người ta có nói về cái mùi hương của Slow World, đó là tôi đang cảm giác tôi đang ngồi ở cạnh một cái lò sưởi bếp lửa, và tôi đang để ở trên đó, đó chính là một cái nồi vani mà nó đang cháy sôi ủng ục, nhỏ lửa vào nhỏ những cái giọt vani vào cái phần củi đang cháy vậy. Thì cái mùi hương này như thế. Và em này thì khuyến khích nó là hãy dùng vào những ngày trời siêu lạnh, đâu đó khoảng tầm 15 độ, thì các bạn sẽ thấy rằng Slow War của Chin Sen nó mang lại một cái mùi hương cực kỳ ấm áp. Nó như kiểu là các bạn đang quàng những cái chiếc khăn, nó có một cái mùi thơm vanilla. Và nếu như bạn nào mà có người yêu ấy, thì các bạn hãy tặng cho người yêu chai nước hoa này để anh ta thường xuyên xịt lên khăn, để mình lúc nào ngồi sau hít hà cái cảm giác thơm tho, hay là những cái áo măng tô dài ở cái phần cổ thì các bạn xịt vào, mình đảm bảo rằng là mùi hương này sẽ cực kỳ ấn tượng.
Và nói thật là tôi rất đáng tiếc, tại vì năm ngoái tôi chưa được thử cái mùi hương này quá kỹ. Vì mùi hương này tôi được bạn Hạnh ở trong cái số podcast là Perfume The King cho tôi. Nhưng mà thực sự là năm đấy thì tôi cũng chưa mặc được quá nhiều, nên tôi rất mong chờ năm nay trời Hà Nội thật là lạnh để tôi có thể mặc những cái cây màu đen, khoác những cái chiếc măng tô và quàng cái khăn đi tới những cái buổi sinh nhật hay là buổi tiệc hay là những buổi sự kiện, mặc slow wear thì hết tầm luôn. Và em nó thì nói thật là cũng không phù hợp với những bạn trẻ quá nhiều, 20, 18 thì không phù hợp. Và mình nghĩ là cũng phải tầm từ 23 đến 24, 25 tuổi các bạn cũng định hướng cái phong cách ăn mặc nó cũng kiểu hơi hướng kiểu lịch sự và có một cái bay gì đó cũng kiểu măng tô, kiểu cũng hơi kiểu sato sa đồ ấy, thì kiểu như vậy thì các bạn mặc cái mùi hương này ok. Hoặc là những cái ngày mà mùa đông thì các bạn hoàn toàn cũng có thể mặc với những cái áo kiểu hoodie ở những cái phần cổ cao để các bạn có thể mặc được em nó lên những cái phần áo đó, thì mình đảm bảo là ngoài việc các bạn thơm ra, những người xung quanh cũng có thể hít được mùi hương của bạn. Và đây là một trong những lựa chọn mà mình đã hứa từ năm ngoái và mình rất muốn recommend các bạn trong năm nay, Slow Wear của Ginseng. Và khuyến khích đó là hãy mua cả chai full vì nó cũng không thực sự quá đắt, hơn 2 triệu gì đó. Còn nếu mà mua chiết để thử thì nó thật là quá đắt luôn, nên là không khuyến khích cho cái việc đó. Còn năm nay thì có khá là nhiều những cái lựa chọn ngọt ở cái phân khúc giá rẻ rồi, dưới 3 củ khoai. Còn chúng ta sẽ còn một cái list đó là trên 3 củ khoai và có rất nhiều những cái tên đang chờ được xuất hiện. Và nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share, đặc biệt là cái phần bình luận để chúng ta có thể tương tác với nhau, tương tác với những người xem trên kênh của mình, với những người đã từng thử mùi hương này, hoặc chia sẻ với những người mới. Rất mong các bạn có thể tương tác lại với mình để mình có động lực hơn làm những cái video số tới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye. Tạm biệt.